Vâng, thưa quý vị, tiếp tục cập nhật về vụ việc bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi ở khe tường trên địa bàn của huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Thông tin mà phóng viên VTC14 nắm được thì công an huyện Gia Lâm đã xác minh được người mẹ bỏ rơi bé trai sơ sinh giữa khe tường và đồng thời đưa cô gái đi xét nghiệm ADN với cháu bé để mà xác định huyết thống và củng cố hồ sơ. Và nhiều người lúc này quan tâm là người mẹ trẻ này sẽ phải đối diện với hình phạt nào và các cơ quan cần phải làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan ra sao. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của nhóm phóng viên chúng tôi. 4 ngày sau khi cháu bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi ở khe tường được giải cứu, những người dân xung quanh ngõ Đào Nguyên, thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Theo nhiều người, mẹ cháu bé là cô gái 20 tuổi, quê ở Ninh Bình, đang là sinh viên một trường trên địa bàn Hà Nội. Cô thuê phòng ở tầng 3 tại khu nhà trọ. Dù đã đọc nhiều vụ việc mẹ bỏ rơi con, nhưng họ không nghĩ rằng phải tận mắt chứng kiến cảnh đau lòng này tại khu phố này. Những các cái vụ việc như này em cũng chỉ xem ở trên báo chí và nghe qua đài thôi, chứ chưa trực tiếp chứng kiến. Hôm chứng kiến thì cảm thấy rất là rùng rợn và sợ hãi. Đấy, rất là sợ luôn. Và cũng mình là con người nhưng mà mình không lương tâm, mình không thể nào mà như thế được. Đấy, con vật người ta nó còn không ăn thịt con. Đấy, nhưng mà chắc là tuổi trẻ bồng bột, bạn suy nghĩ là chưa thấu đáo. Đấy, vẫn là khả năng bạn còn đi học nên lo lắng nhiều thứ nhưng mà chưa suy nghĩ được. Thì thôi, mong mọi người cũng thông cảm cho bạn thôi. Là người trực tiếp phát hiện tiến hành giải cứu, anh Nguyễn Lương Bằng và Trần Vũ Dũng chưa thể quên thời khắc bế cháu bé ra khỏi khe tường hẹp. Hạnh phúc vì cứu được cháu bé, nhưng hai anh cũng vô cùng bức xúc trước hành động nhẫn tâm, dại dột của bà mẹ trẻ. Lúc đưa được cháu bé ra là tất cả anh em rất là vui, nhưng đưa cháu bé ra là trong tình trạng là không có cái gì hết, trần truồng hết, bé đỏ hỏn, bị sầy xước, chân tay, rồi bị ở mặt, rất là vô tâm. Đẻ ra không nuôi được thì có thể cho đưa ra chùa hay là cho người quanh đây người ta nuôi, chứ không vứt thế là không được. Một người mẹ có thể bỏ một người con như thế này là ngoài trời đêm đấy cũng mưa, mấy hôm trước cũng mưa, mà kiểu là một đứa con là mình mang nặng đẻ đau ấy, thì mình phải thương yêu, phải đùm bọc nó, kiểu là nó còn nhỏ mà đã bỏ rơi như vậy thì thứ nhất là mình phải đưa cháu bé, nếu mà mình cảm thấy không nuôi được thì phải đưa cháu bé đến chỗ một nơi đó để có người ta có thể chăm sóc cho bé tốt hơn. Đó là điều kiện khó khăn. Còn nếu mà mình đã là xác định mà đã sinh được cháu bé ra thì mình phải nuôi cháu bé trưởng thành. Còn theo các luật sư, hành vi của người mẹ vứt bỏ con vừa sinh ra tại khe hai bức tường nhà trọ không những là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn gây bất bình trong dư luận xã hội, nên cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Lỗi của người phụ nữ trong trường hợp này là lỗi cố ý gián tiếp. Do đó, hậu quả xảy ra đến đâu sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng đến đó. Lỗi của người phụ nữ trong trường hợp này là lỗi cố ý gián tiếp dẫn đến, có thể dẫn đến hậu quả đứa trẻ bị tử vong. Theo quy định tại khoản 2 điều 124 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội giết hoặc vứt bỏ con bé đẻ, người nào do tư tưởng lạc hậu hoặc hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con mới đẻ trong thời hạn 7 ngày tuổi mà dẫn đến hậu quả là đứa trẻ tử vong thì hoàn toàn có thể bị xử cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm tù, hoặc có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại điều 22 nghị định số 144 năm 2013 của Chính phủ, phạt tiền từ 10 triệu cho đến 15 triệu đồng đối với hành vi là không chăm sóc nuôi dưỡng con sau khi sinh. Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đơn vị này đang đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm về việc khen thưởng gương người tốt việc tốt đối với 5 người dân tham gia giải cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Trả lời về việc dư luận cho rằng công an huyện Gia Lâm tranh công giải cứu cháu bé của người dân, vị lãnh đạo cho biết đây chỉ là sự hiểu lầm. Khi nhận tin báo, đến lúc lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường chỉ trong khoảng 5 phút, đến nơi cháu bé vẫn chưa được đưa ra ngoài hoàn toàn, còn bức tường thì đã được người dân đục thủng. Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cùng nhiều người dân đưa cháu bé ra ngoài an toàn. Cũng theo vị này, ngay sau khi sự việc xảy ra, thông tin đã được đăng lên fanpage Facebook Công an Hà Nội. Tuy nhiên, do trong quá trình đăng tải, người biên tập thông tin đã viết thiếu từ, dẫn đến sự hiểu lầm trong dư luận.